mọi người, ở video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tìm hiểu về thuật toán sắp xếp chọn. Ý tưởng triển khai của thuật toán sắp xếp chọn là nó sẽ chọn cái phần tử nhỏ nhất hoặc lớn nhất trong n phần tử ban đầu. Sau đó là đưa cái phần tử này về vị trí đầu tiên của dãy hiện hành và loại bỏ nó khỏi cái phạm vi cần sắp xếp. Thì cứ như vậy, chúng ta sẽ tìm cho đến khi mà cái dãy hiện hành nó chỉ còn một phần tử. Để dễ hiểu hơn thì mình sẽ có một cái ví dụ sau. Thì đầu tiên là mình có một cái dãy số gồm các phần tử như trên màn hình. Thì ở đây mình mong muốn sắp xếp ta nên mình sẽ tìm cái phần tử nhỏ nhất trong dãy hiện tại. Thì ban đầu phần tử nhỏ nhất là số 13. Mình sẽ tiến hành swap số 13 này về đầu tiên của dãy hiện hành. Đó. Thì sẽ được kết quả ở lần lập thứ hai là sẽ như thế này. Cũng tương tự, chúng ta sẽ khi đó cái phạm vi tìm kiếm của chúng ta nó sẽ loại cái phần tử 13 ra, nghĩa là tính từ số 72 trở đi. Và cũng tương tự trong cái dãy còn lại là trừ một phần tử này, chúng ta tiếp tục tìm phần tử nhỏ nhất, chính là con số 29. Và chúng ta cũng đưa 29 về đầu tiên của dãy hiện hành. Và cứ như vậy, chúng ta sẽ tiến hành tìm phần tử nhỏ nhất rồi di chuyển về đầu dãy hiện hành cho đến khi dừng cái việc tìm kiếm, cho đến khi là cái dãy phạm vi tìm kiếm nó chỉ còn là một phần tử. Và đến tại thời điểm này thì chúng ta sẽ nhận thấy là cái mỏ nó đã được sắp xếp tan dần. Sau đây thì mình sẽ sử dụng code Java để triển khai cái thuật toán sắp xếp chọn này. Ví dụ này mình sẽ có một cái mỏ may array có những phần tử lần lượt sau: 2, 9, 5, 4, 8, 1. Bây giờ mình sẽ sắp xếp tan dần cái mỏ này theo thuật toán là sắp xếp chọn. Thì ở đây mình sẽ khai báo một static method với cái tham số đầu vào là một cái mỏ kỹ số nguyên mà mình cần sắp xếp. Thì đầu tiên mình sẽ có một cái vòng lặp với biến lặp sẽ chạy từ y bằng 0 cho đến y bé hơn array.len-1. Thì đầu tiên mình sẽ cho phần tử nhỏ nhất ở vị trí index y. Tương tự với giá trị nhỏ nhất thì sẽ có index tương ứng với giá trị nhỏ đó. Bây giờ mình sẽ duyệt từ vị trí index y cộng 1 để tìm những phần tử mà có giá trị nhỏ hơn cái mean value này. Ở đây nếu như mean value mà lớn hơn array z, chứng tỏ là trong cái dãy số còn lại có số nhỏ hơn mean value, thì chúng ta sẽ tiến hành cập nhật lại giá trị của mean value. Đồng thời chúng ta cũng phải cập nhật lại giá trị của index. Sau khi thoát khỏi vòng lặp, chúng ta sẽ dùng một con lệnh if để kiểm tra là nếu như cái mean index này nó khác so với cái giá trị index y ban đầu, nghĩa là giá trị trước khi chúng ta đi tìm cái giá trị nhỏ nhất ấy, thì chứng tỏ là chúng ta đã tìm được một cái giá trị nhỏ nhất, nhỏ hơn cái mean value. Vậy thì chúng ta sẽ tiến hành di chuyển swap vị trí của cái việc mà cái miếng mean value mà chúng ta mới tìm đó về vị trí đầu của danh sách.
Rồi, thì bây giờ là chúng ta đã xong cái thuật toán sắp xếp chọn. Chúng ta sẽ test thử. Và kết quả là chúng ta đã được một cái mở sắp xếp tan. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.